Chào cả nhà nha. Hôm nay thì Yến lại tiếp tục lại nhà của chị Thủy đó là mọi người. Thì hổng rài thì cũng lu bu công việc chứ lại không có dịch bệnh đó, nên là cũng chưa có đi được. Hôm nay thì Yến mới đi được nha mọi người. Thì bây giờ Yến sẽ đi vào trong nha. Chào chị. Dạ. Nay không đi bán hả? Không, bữa nay mệt không đi bán. Mệt hả? Ủa cô đang ăn cơm hả cô? Ăn cơm. Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm với rau. Trời, ăn cơm. Ăn rau lan hả? Rau lan luộc hả? Rau lan luộc. Dạ, để con ra nói chuyện với chị nha, con ăn cơm đi. Dạ. Con chó nè. Hổng gài luôn mua công việc của em chưa ra được, bữa nay em mới ra nè. Sao mệt lắm hả? Sao ngồi sụi lơ vậy? Bữa nay mệt quá chị. Mệt hả? Hổng mẹ có đi khám nữa không? Không, mùa dịch thì đâu có đi khám được. Đi yếu hả cô? Thấy có vẻ không mệt mỏi hơn hôm trước. Hôm trước thấy tươi tươi hơn, bữa nay thấy bể quải quá nè. Hổng thì em có quyên góp được được có 100 ngàn của cái anh Giang Danh cây nhà lá vườn á. Thì em gửi chị. Ảnh thì anh gửi là 100 ngàn. Thì của ít lòng nhiều, em thì em sẽ gửi thêm cho chị 200, là tổng cộng là 300 ngàn. Cảm ơn. Rồi mình tại vì giờ đang dịch đó thì quyên góp nó cũng khó khăn, với lại người ta, những cái nhà hảo tâm khác người ta cũng không có đi tới đi lui gì được á, những cái người mà người ta giúp đỡ á cũng không có đi đâu được, nên là cũng hơi khó. Có gì thì để từ từ đi, có gì em coi có ai quyên góp nữa thì em sẽ ủng hộ chị nha. Không sao đâu, từ từ. Trời, ba con chó nó ngồi kìa. Rồi. Cảm ơn con với anh Trung Gia. Cảm ơn anh Giang hả? Ừ, Giang Danh, ảnh tên Giang Danh. Cảm ơn Giang Danh với... Bữa nay chị không có đi bán hả? Không, bữa nay mệt quá không đi bán. Ừ. Rồi ủa rồi chú với anh đâu rồi? Chú ganh đi bán nè. Chưa về. Dạo này dịch quá trời, buôn bán cũng khó ha. Khó. Trời ơi, nuôi thêm 4 con chó nữa nè mọi người. Đây. Ui ui, ui ui. Nó sủa. Sủa kìa. Nè, 4 con chó nè mọi người. Đây là phía sau nhà của chị Thủy nè mọi người. Hồi tối chị ngủ ở đâu? Mẹ ơi. Chị. Tối chị ngủ ở đâu? Trong buồn hả? Ở đây anh Hai ngủ hả? Không có dì Hai nữa. Rồi dì Hai ngủ. Ngủ dưới đất nè, mua có 1 chục. Này, con ngủ dưới đất hả? Rồi chị ngủ ở đâu? Một vợ giữa nhà hay là trong đây? Đó, trong đó. À, trong đây. Đóng cái vậy? Đây là ai ngủ? Đâu có ai ngủ đâu. À, này à. Chị ngủ bên đây hả? Giờ lấy cái mùng chụp lên ngủ. Có, ngủ cái mùng kia, mùng có đứng giặt đó chưa, nãy giờ mệt. Ừ. Mùng chụp thì nay vẫn ngủ dưới đất, hơi lộn. Còn chưa hả? Đây là phía sau nhà. Nói chung là nhà cũng không có vật dụng gì hết á mọi người. Đi còn trước hay sao, chủ đi đi, mày đi theo đi. Nhà con chó của em nó đi theo.
đây là xung quanh nhà nha mọi người. Hôm bữa là trời tối không có quay được, nay sẽ quay vòng vòng xung quanh cho mọi người xem ở đây trong nhà. Thì clip trước Yến cũng có giới thiệu là chị Hỷ là sinh năm 95, là hiện tại là có bầu rồi nhưng mà người ta không có nhận mọi người. Thì chị Hỷ là người dân tộc Khmer nha. Rồi hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn, nhà thì cũng là nhà của người ta cho mọi người. Thì chị đi bán vé số, rồi bây giờ thì có bầu, cái bụng cũng lớn rồi nên là bán cũng không có được bao nhiêu hết. Thì mọi người có ủng hộ chị thì cứ gửi cho Yến nha, hoặc là có thể lại trực tiếp Yến sẽ dẫn lại như mọi người. Thì có gì thì mọi người cứ liên hệ Yến nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Yến.